Ôi giời, hay thế anh em nhở. Yên Xích Lô gặp Chidori, nó tự nhiên làm mình nhớ tới chính Chidori và trầm cảm cách đây 4 năm về trước, cũng là một trong những trận đấu của chung kết Võ Lâm Minh Chủ siêu cấp tại Cổ Mộ Đại lúc bấy giờ. Thời điểm đó thì Chidori có cặp nhẫn vô danh nhưng không có đao thứ không. Thời điểm hiện tại thì Chidori có đao thứ không rồi nhưng lại chưa thể kịp mang về cho mình một cặp nhẫn vô danh. Bác Thiếu Lâm đổ quá VIP rồi mà không phải chê nữa. Mũ bao tay và đao đủ vượt tốc và có được lượng sát thương cao nhất rồi. Quá hoàn hảo cho Thiếu Lâm vào thời điểm bây giờ. Nhưng đối thủ của anh sẽ là ai? Á Quân, L.A. Yến Xích Lô. Nhưng em nên nhớ rằng hiện tại Chidori đang là đương kim lâm minh chủ của server Thụ Hiền Trang này. Trận đánh của top 1 và top 2 của server trong mặt trận đơn đấu. Trận đó anh em đã mong chờ từ rất lâu rồi. Đó là cuộc chạm trán của những tay PK đỉnh cao, Chidori, Võ Lâm Minh Chủ và là Yến Xích Lô, Á Quân. Hai người đều cầm hai cây chuối vàng. Trời, một pha phản búa rất hay của Chidori. Không khác gì một máy chém anh em ạ. Nhưng đó là tình huống mà Yến Xích Lô lại chứng tỏ được khả năng chụp ảnh của mình là tốt đến như thế nào. Phản của Chidori là rất nhiều, vậy mà khi gặp Yến Xích Lô vẫn có rất nhiều tình huống phải khựng lại, em thấy không? Quá kinh khủng. Trận đấu này mình sẽ cắt làm highlight trên trang chủ anh em nhé. Trận đấu khó gì mà gặp thượng đỉnh cả. Võ Lâm Minh Chủ gặp Á Quân, rất khéo anh em ơi. Một loạt ngạo tuyết tiêu phong của Yến Xích Lô đã xuất ra và Chidori không thể nào né tránh được sau tình huống bị chụp ảnh như vừa rồi. Có lẽ mình sẽ dành thời gian soi đồ anh em cho sau trận đấu nhé. Tầm này đang đánh hit run như thế này, soi mất hết góc nhìn, soi tạm cái vũ khí thôi. Yến Xích Lô thì mặc full set vụ ảo rồi, đồ cũng rất ngon em ạ. Trời ơi, khó chịu quá anh em ơi. Ở trận đấu trước Yến Xích Lô vừa gặp anh Huy Nga Mi xong, trận đấu này gặp luôn Chidori Thiếu Lâm. Một trận đấu mà không hề có yếu tố kỳ hệ, một cuộc chiến của những phái ngoại công, Cô Lồn Đào và Thiếu Lâm Đào. Rồi anh em nhìn không? Ôi ôi, hình ảnh này có lẽ quá đẹp em ạ. Một hình ảnh, mà chúng ta thấy được sự oai phong đến từ Chidori trong pha vung đao. Nhưng đó là khoảnh khắc mà được chụp ảnh lại bằng chính Yến Xích Lô. Quá kinh khủng. Giơ đao lên và đứng khựng ở trên không luôn, không thể có một tia vô tướng chạm bắn ra được. Yến Xích Lô vẫn là một đẳng cấp anh em ạ. Trời, anh em nhìn kìa, giơ đao lên, giơ tay lên. Hands up. Rồi rồi, trời ơi, cày ra thật anh em ạ. Trận này nếu như Võ Lâm Minh Chủ để thua thì Á Quân của chúng ta lại tiếp tục được đánh bóng tên tuổi nữa. Giơ tay, trời ơi anh em ơi, nhìn đau đớn thực sự với những fan hâm mộ của Thiếu Lâm. Rồi, một tình huống anh em nhìn kìa, xuống, trời ơi. Em nhìn thấy không, giơ đao lên mà không thể chém đao xuống được. Người ta nói rồi, rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nhưng bây giờ Chidori đang nâng chén tiêu sầu, nó chỉ càng sầu thêm thôi. Thời gian vẫn còn để Chidori có thể tạo ra được sự khác biệt, giống như là khả năng tiếp tục gia tăng sát thương khi còn tầm khoảng 6 phút nữa anh em nha. Gần như thế này, cảm giác như Chidori có thể chạm được vào Yến Xích Lô rồi. Nhưng lại push hands up. Trời ơi, đao cứ dơ lên mà không thể hạ xuống được. Tốc độ của Chidori bây giờ đã vượt qua 126 rồi em ạ. Tốc độ lý tưởng dành Thiếu Lâm Đao. Nhưng đứng trước Yến Xích Lô thì nó không khác gì là một vệt tế thần mà thôi. Bốn năm về trước, trong cuộc gặp giữa Chidori và Trầm Cảm, người đang cầm ác Yến Xích Lô, thì cũng là một chiến thắng không tưởng dành cho Á Quân luôn vào thời điểm đó. Và đến trận đấu này, Yến Xích Lô vẫn tiếp tục cho ta thấy được rằng Côn Lôn họ PK hay như thế nào trong trận đấu solo. Có những, có lẽ những bù đắp đến từ Võ Lâm Mật Tịch 2 và 3, giống như Tây Thủy Kinh nữa, đã giúp hệ phái này đẩy nhanh cái tốc độ trong những trận đấu solo hơn. Thường thì 17x Côn Lôn mới đủ điểm anh em nhé.
Yến Xích Lô bây giờ cũng đã gần như gần đủ điểm rồi anh em ạ. Trời bùa tốt thế anh em nhở. Anh em nhìn Chiro đi kìa, bất lực thực sự luôn. Ôi lốc cuối, lốc cuối. Không biết là có lấy thước ra đo hay không mà Yến Xích Lô lại có thể căn được lốc cuối của mình, nó trúng vào người của Chiro như thế vậy. Chiro hay bao nhiêu thì Yến Xích Lô lại tôi cho rằng mình hay hơn bấy nhiêu nữa. Còn 4 phút cặp đấu này, phản bùa liên tục. Dù Yến Xích Lô cũng dính bùa choáng và bùa chậm giống như Chidori rồi. Và thêm cả bùa như... À không phải, không phải bùa âm túi nội công. Rồi áp sát nhiều hơn đến thủ Chidori. Thiếu Lâm đang cố gắng gia tăng sát thương của mình. Quá hay anh em ạ. Có lẽ Chidori sẽ cần phải sử dụng sư thống của mình nhiều hơn để tận dụng bùa bị phản của Yến Xích Lô. Khí tâm phù liên tục và nó chính xác anh em ạ. Không biết là được rằng Yến Xích Lô có chuẩn bị đi ra cuốn tự truyện hoặc sách giáo khoa dạy cách PK côn lôn đao như thế nào hay không. Mình nghĩ có lẽ nó sẽ được bán rất chạy, nằm trong những cuốn sách được bán chạy top đầu trong cách PK của võ lâm truyền kỳ anh em ạ. Vẫn đẳng cấp. Nếu như trận đấu này diễn ra trong vòng 10 phút thì thời gian mà Chidori phải đứng im bất động nó diễn ra tầm khoảng 3 phút, em thấy không? Choáng liên tục, đứng hình liên tục. Đó là thợ ảnh em ạ. Thợ ảnh lừng lẫy một thời. Nếu nhớ không nhầm thì đó là Trầm Cảm đến với bảo hội Kim Long. Bây giờ anh đang thi đấu dưới cái tên là Yến Xích Lô của Lương Sơn. Một số anh em đang nghĩ rằng kèo đấu của Côn Lôn và Thiên Vương Đao nó sẽ sáng cửa hơn. Anh em có thể lên trên YouTube và xem lại trận đấu của LA Củ Su Hào hay LA Chiến Thần trước Trầm Cảm và Yến Xích Lô nhé. Thì đó anh em sẽ thấy được rằng Thiên Vương Bang nó còn bất lực đến như thế nào anh em ạ. Đặc biệt nhất là Thiên Vương Trùy. Hai phút cuối cùng anh em ơi, lại một khoảnh khắc mà Chidori lại bị bắt dính ở trên không trung nữa. Tuy nhiên cũng giống như bóng đá vậy, còi chưa tan thì chưa thể nói chính xác được rằng ai giành chiến thắng em nhé. Bởi vì trong Thiếu Lâm nó có phản đòn, nên là Yến Xích Lô cần phải tính toán kỹ lưỡng sát thương của mình gây ra xem có vượt trội hơn so với Chidori hay không. Trận đấu này rất khó để của Đốc Cao. Hai bên mặc phun phòng thủ vật lý và rất nhiều kháng lôi rồi. Anh em nào nghĩ Yến Xích Lô thắng lên mình phím số 6 đã. Em nào nghĩ Chidori thắng lên mình phím số 9. Phút thi đấu cuối cùng, gần như anh em cũng đã chứng kiến toàn bộ màn giao tranh ở trong cuộc đấu ngày hôm nay rồi. Phím số 6 sẽ là dành cho Yến Xích Lô nhá, còn phím số 9 là Chidori. Rồi, hết giờ. Và người chiến thắng đó là LA Yến Xích Lô. Mang mã số bình chọn là LS anh em này. Chidori thua mất rồi. Hay anh em nhỉ, đánh trận đánh hay thật.